Phương Trinh Chu hôm nóng cõi mạn khi diện bikini, vóc dáng sau sinh quá đỉnh. Chỉ sau hơn một tháng ở cử, Phương Trinh Chu đã nhanh chóng về dáng thần tốc. Sau một năm kết hôn, ngày 24 tháng 6, Phương Trinh Chu và Lý Bình vui mừng đón quý tử Tiga chào đời. Nhóc tỳ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, bù bẩm và là phiên bản mini của Lý Bình. Hầu ở cử, cô dành thời gian để cùng chồng và các con đi du lịch. Tối ngày 5 tháng 8, Phương Trinh Chu bất ngờ đăng tải hình ảnh diện bikini nhỏ xíu trong những khoảnh khắc được chia sẻ, người đẹp xuất hiện với visua rạng rỡ, thần thái quyến rũ, vòng eo nụt nà cùng đôi chân dài mướt mắt của mẹ biểm khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Bởi lẽ, chỉ sau một tháng ở cử, Phương Trinh Julie đã về dáng nhanh chóng, hệt như gái đôi mươi. Phương Trinh Julie tự tin khoe chiếc bụng phẳng lì, chỉ sau hơn một tháng hạ sinh quý tử Tiga. Vòng eo thon gọn cùng đôi chân bước mắt của mẹ biểm nhận được nhiều lời khen. Phía dưới bài viết, dân tình nhanh chóng bàn luận và dành nhiều lời khen cho vóc dáng quá đỉnh của mẹ biểm hậu sinh nở. Có thể thấy, nhờ chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý, nên Phương Trinh Julie đã có lại body đáng ngưỡng mộ. Người hâm mộ bất ngờ trước body đỉnh của chóp của Phương Trinh Julie. Vốn là người theo đuổi phong cách sexy quyến rũ, trong suốt thai kỳ, Phương Trinh Julie thường xuyên diện trang phục hở bạo, khoe bụng bầu vượt mặt. Điều này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ. Ngay sau đó, Lý Bình cũng phải lên tiếng để bảo vệ vợ, nam diễn viên chia sẻ. Trinh muốn các chị em phụ nữ luôn tự tin, luôn vui vẻ trong khoảng thời gian thai kỳ để mang đến nhiều năng lượng tích cực cho đứa con của mình sau này, chứ không phải ai mang bầu cũng trở nên tự ti, mặc cảm, hay hơn hết là trầm cảm. Bản thân là một người chồng thì Bình hoàn toàn ủng hộ điều đó. Thời gian bầu bí của Trinh Ly vẫn tự tin diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo để khoe triệt để vóc dáng. Kể từ sau khi quyết tử Tiga chào đời, gia đình nhỏ của Phương Trinh Ly và Lý Bình trở nên nhộn nhịp hơn. các mạng xã hội, mẹ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng và con gái Mia chăm sóc con trai vừa chào đời. Trưa ngày 5 tháng 8, Phương Trinh cho hào hứng chia sẻ hình ảnh cùng gia đình đi du lịch. Cụ thể mẹ biển viết, chuyến du lịch đầu tiên gia đình 5 thành viên. Có thể thấy bà mẹ hai con diện áo khoe trọn vòng một đầy đặn, nóng bỏng. Bên cạnh đó làn da trắng hồng cùng vóc dáng thon gọn, nuột nà hậu ở cử của Phương Trinh cho cũng khiến dân tình không khỏi xích xa. So. Theo chia sẻ, từ khi mang thai đến lúc hạ sinh quý tử Tiga, Phương Trinh Jolie luôn có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, mẹ bỉm cũng dành thời gian để tập luyện yoga và chăm sóc làn da. Chỉ sau một tháng ở cử, Phương Trinh Jolie đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng, tự tin diện những trang phục táo bạo và bó sát.